taxi hãng xe Trung Kiên và đã gặp nạn ở một khúc cua ở tại thôn xóm này là xóm Bắc. Đúng rồi, xóm Bắc, An Hưng, An Dương, Hải Phòng. Và rất may là tài xế không làm sao thì thiệt hại về chiếc xe này thì xuống mương và hiện tại đang chờ cần cẩu. Đây rồi, cần cẩu đã đến và chuẩn bị đưa xe lên. Trong xe cho các mình ơi. Má cố. Đi thế nào đi lên nhỉ? Một chiếc taxi của hãng xe Trung Kiên. Để các bạn có thể xem quãng đường cua, thật sự là đoạn cua này nên có một cái biển báo đằng trước cũng ngã rẽ. Đoạn cua này là đã từng có một thanh niên ở Hải Dương là đã tử nạn ở đoạn cua này rồi. Một vụ tai nạn xe máy cũng vào dịp Tết năm ngoái. Chắc là tài xế là đã được đưa đi bệnh viện rồi. Nhưng mà lao xuống đây là khả năng là cũng có một sự chấn thương nặng ấy. Tuy nhiên là không có rủi ro tử vong là một điều khá là may mắn. Các bạn có thể hình dung qua đường này, nó còn đâm qua một cái gờ phi quang mương nổi bắt đầu với xuống dưới mương này là phải nói là một đoạn cua mà một pha xử lý khá là cồng kềnh. Đây, thêm cứu hộ giao thông nữa đến. Trường hợp này khá là gay cấn luôn. Tài xế có nghĩa là đã được đi viện, mình theo mình cập nhật thì anh ấy không bị thương quá nặng. Để các bạn có thể thấy là một cánh cửa xe kia chắc là cửa ông thoát hiểm. Và trong xe có 30.000. Đây, một cánh cửa xe đã mở, chắc là ông thoát hiểm đi lối cửa sau. Chắc người nơi khác. Xe taxi mà hình như là toàn người thập phương linh tinh. Quen cái đúng chỗ trà bơm này năm ngoái có người chết đấy. Cũng cua đâm vào dưới rãnh kia chết đấy. Taxi xe hãng Trung Kiên. Đây là một khúc cua tại xóm Bắc, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đây,